Đây là giảm sóc trước là Lisan Sally. Con này giảm sóc này cũng mới thay nhưng mà vào sóc nó cứng quá. Để bắt mình sẽ thay giảm sóc mới rồi. Nên là sóc hàng KB nó mềm hơn này. Nó không bị cứng. Mềm hơn. Đây là những cái bệnh thường gặp. Đi sướng nó không bị và sóc nó không bị cứng. Ấn hai cái nó có sự khác biệt. Có bạn phải lý mất tiền mới phải êm hơn anh hiểu không? Bây giờ mất tiền mà đeo êm hơn thì mất tiền nó không êm hơn. Thì... cái loại này ấn là lúc đầu tiên bao giờ nó bị hững một cái. Những cái bệnh bắt là sợ luôn. Nếu mà các bạn mà yêu thích ô tô sửa chữa ô tô có thể đăng ký kênh nhé, ủng hộ anh em.